cái hòn đảo này cả nhà. Đây là hòn ngang nha, sẽ có một cái biểu bà. Đúng. Ở đâu nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều trò chơi. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh viên của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng cả nhà sẽ đi qua tham quan bên chỗ cái hòn đảo này cả nhà. Đây là hòn ngang nha, sẽ có một cái biểu bà. Mỗi một năm thì mấy anh sẽ tổ chức đi qua bên đây cho người dân. Bây giờ du lịch ta đang đi về thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng với mình đi qua hòn ngang để tham quan biểu bà bên bển nha cả nhà. Giờ đang nắng rồi nha, 5 giờ mấy rồi. Cả nhà thấy sau lưng mình đông không? Rất là đông luôn cả nhà ơi. Nếu qua đi du lịch Nam Du thì qua Tết hãy đi nha. Qua Tết hoặc là tháng 7, tháng 4 rất đẹp. Đây là khách du lịch nha cả nhà. Khách lịch họ đang đi du lịch ở đảo Nam Du mình về đó. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị bắt đầu mình sẽ qua bên hòn ngang nha. Qua hòn ngang để mình chuẩn bị đi miễu bà nha. Đây cái nhà rất là đông nha. Khách ra đảo mình rất là đông luôn nha. Ê qua đây đứng rồi. Máu là ai làm?
là mình sẽ đi lên trên chỗ biểu bàn ở nhà, thấy trên đầu mình không? Đó. Trên đó là miễu đó cả nhà, cái miễu bà trên đó đó, mình phải đi lên trên đỉnh nha. Cả nhà thấy đông không? Rất là đông nha. Chung là mỗi một năm sẽ có một lần cả nhà ơi. Chú, trời nãy giờ mới thấy vậy. Tôi đi ở trên mà. Dạ. Con ở dưới, con dưới á. Đi qua đang quay cái này nè. Chung là người rất là đông cái nhà. Khi mà mình đi lên đó là sẽ dậy cái nhà thấy đông không? Đó, nhà thấy đông rồi chưa? Rất là đông như cái nhà. Cái dốc có cái cầu cầm phải không anh? À, có cầu. Dạ, thấy quá nhiều người đi luôn. Cái nhà thấy nhiều người đi không? Wow. Ở dưới đây là một cái hội chợ nha cái nhà, đây là hội chợ dành hội chợ nhỏ thôi. À, người ta sẽ buôn bán rất là nhiều đồ đây nha. Giờ mình sẽ đi từ từ lên ha. Bây giờ mình đi tới đó thử coi họ bán cái gì cái nhà. À, rất là nhiều đồ để mà trưng bày đồ chơi này kia. Rất là đẹp luôn, đồ lưu niệm rất là đông, mình đang vẽ nè. Áp em cho chế là mẹo cái hậu. Qua đây nè. Có rất là nhiều trò chơi. Chơi đi, chơi thử coi. Nghe thấy không, có rất là nhiều trò chơi, hình phi vô đó là sẽ trúng những cái gì đó. Rất là nhiều đồ luôn ở nhà. Trời ơi, nổi lên cả nhà, bắt đầu nổi lên. Thấy đông ghê không? Quá đông luôn. Đâu phi thử coi. Ghê. Chà. Lấy chai nước kìa. Chai nào cũng được. Chào mình đi trúng chai nước rồi. Đi bên này, đi bên này nè. Có nhiều nhỏ. Rất là nhiều đồ lưu niệm đó cả nhà. Đây, bây giờ đi nhanh chưa? Là rất là nhiều đồ luôn nha, gian hàng rất là nhiều luôn nha. Dạ. Cái đường lên nhỏ xíu à. Vậy luôn hả? Bắt đầu mình sẽ lội lên ha, dốc cũng cao quá. Mình vừa mới lội tới luôn cả nhà, quá trời đông. À, chỗ nó cao kìa, lội đứng mệt chứ. Đây là cái sảnh để dành ăn nha, để bà con cô bác ở đây họ sẽ đãi cho khách ăn uống như cả nhà. Mỗi thường thường thì mỗi chỗ nào đều có dinh, cúng dinh hay là cúng chùa bà chú xứ đó thì đều sẽ có một cái sảnh như thế này để đãi ăn uống nha cả nhà, rất là đông.
gia đồng cả nhà ở sau lưng mình rất là nhiều người nha, đang cúng bà một cái nhà. Tối bên đây mình khỏi làm lễ 12 giờ rất là đông luôn á. Đầu tiên á mình qua bên đây luôn cả nhà, mình đang ở bên hồng bên đây nè, đang ở hồng lớn, rồi mình chạy qua đây để mình cho cả nhà cùng xem theo dõi với lại cho mọi người biết được á, ở bên họ cúng kiến gì nha. Lên đây thử cả nhà, trời đang mưa cả nhà ơi, trời đang mưa quá trời, chạy lên đây thử. Ở đây biết bên đây họ cúng gì ha. Đây là phần mộ của người ta, mình qua đây coi. Ở đằng đó là cái con đường đi lên phải không? Hai đường. Ở đó là có hai đường, ở nhà đây là đường cho ta đi lên nè, có hai đường để dành cho người dân ta lên. Cái đường này là người lớn đúng không? Còn đây là cái sảnh lưng trước tập trung cho mọi người cái nhà.
trời cũng vừa mới đổ mưa thôi cả nhà ơi, nãy mưa quá trời luôn, giờ giờ bớt mưa rồi. Chung là bà con cô bác đây ta đi rất là đông nữa nha, rất là đông luôn.
cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình. Mình hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới và hấp dẫn hơn. Bye bye cả nhà nhé.